Đắk Nông đang bắt đầu bước vào thời kỳ đầu mùa mưa. Đây cũng là lúc cây cà phê tăng trưởng nhanh về cành, chồi và quả. Đâu là giải pháp canh tác thông minh cho cà phê trong giai đoạn này? Làm thế nào để cân đối lượng phân bón cho cây trồng nhưng vẫn đảm bảo quá trình sinh trưởng của cà phê? Tất cả các nội dung này sẽ được giải đáp trong chương trình Canh tác thông minh ngày hôm nay với phần tư vấn của chị Phạm Thị Ngọc Bích, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Chương trình này hân hạnh nhận được sự tài trợ của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Thưa quý vị và bà con nông dân, khác với trước đây, những năm gần đây, nhờ được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nên nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nắm khá vững kỹ thuật chăm sóc cà phê thời kỳ đầu mùa mưa. Và ngay sau đây, xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ một nông dân có thâm niên trồng cà phê lâu năm để tìm hiểu quý vị nha. Gắn bó với cây cà phê đã hơn 20 năm nay, ông Dương Văn Khoái ở xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đầu mùa mưa là thời kỳ cây cà phê cần nhiều dinh dưỡng để cây phục hồi sinh trưởng sau một thời gian dài của mùa khô. Thời điểm này, cà phê cần lượng dinh dưỡng để nuôi quả non. Vì vậy, ông Khoái chú trọng bón phân vi sinh và lân cho cà phê, giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết chuyển mùa sang mùa mưa, đảm bảo cây cà phê cho năng suất cao và ổn định. Mùa thu hoạch xong rồi là cũng phải làm tỉa cành tạo tán kịp thời ngay cho nó, rồi là phun thuốc để rửa vườn. Lúc nó ra bông cũng phải bón phân mùa khô, rồi giai đoạn mùa mưa này là cũng đầu tiên là cũng phải bón lân để cho nó tạo cái rễ mới cho nó, rồi là phân hữu cơ cũng phải bón thường xuyên, hạn chế phân hóa học, rồi là mình chủ yếu làm sạch bồn, còn bên trên thì bên cũng vẫn phải để cái thảm cỏ để cho nó chống cái xói mòn của đất, thì rồi là phun thuốc định kỳ thường xuyên cho nó. Cũng theo ông Khoái, sau khi bón phân, cà phê phục hồi rất nhanh, cành thứ cấp và chồi vượt phát triển mạnh. Vì vậy thời kỳ này ông thường xuyên thăm vườn, cắt tỉa cành thứ cấp mọc xuyên vào các vị trí trong thân chính và ở những mắt ra nhiều cành để đảm bảo dinh dưỡng cho cây sinh trưởng. Bên cạnh đó, ông còn chú trọng phun thuốc phòng trừ một số loại sâu bệnh hại cà phê như là diệp sáp, thán thư. Bắt đầu sang mùa mưa thì đầu nó phát những cái bệnh thán thư, rồi là đốm mất cua, sâu bệnh hại thì cũng vẫn phải xịt thuốc định kỳ thường xuyên cho nó. Ví dụ như thuốc nấm thì xịt thằng mancozeb hoặc là thằng glyphosate là đã trị cái bệnh nấm cho nó. Còn thuốc sâu dày thì chủ yếu là xịt thuốc sâu dày cho nó thôi, còn nếu mà có điều kiện trong thời gian gần đây thì tôi đa số là sử dụng cái thuốc hóa học, thuốc sinh học để xử lý cái bệnh sâu bệnh hại cho nó, mà chủ yếu là dùng sinh học là nhiều trong 2 năm gần đây. Theo đánh giá của chị Phạm Thị Ngọc Bích, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, vườn cà phê của ông Khoái tuy đã già cỗi nhưng do được ông chăm sóc tốt, bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh phù hợp nên vẫn phát triển đồng đều cho năng suất ổn định. Tuy nhiên về lâu dài, chị Bích khuyến cáo chủ hộ nên cưa ghép cải tạo hoặc trồng giống mới để có hiệu quả cao hơn. Đối với các vườn già cỗi thì chúng ta đưa ra rất là nhiều loại. Thứ nhất là nếu năng suất mà chúng nó thấp thì các bác cố gắng là chúng ta cưa đốn phục hồi, cưa đốn ghép cải tạo phục hồi. Còn nếu mà bộ rễ mà nó yếu quá nữa thì các bác phải tiến hành tái canh ạ. Tại có những cái quy trình tái canh các bác biết rồi, nhưng mà đối với vườn anh nông dân này thì năng suất cũng đang ổn định, bộ rễ phát triển rất tốt. Thì hướng tới thì chúng tôi cũng khuyến cáo nông dân này là chúng ta cưa đốn phục hồi, tức là chúng ta làm theo phương pháp cuốn chiếu và chúng ta làm dần. Một năm có thể các bác làm 100 cây hoặc là 50 cây chẳng hạn, chúng ta cưa và ghép cải tạo thì năng suất nó sẽ ổn định dần qua các năm. Thưa quý vị, mặc dù nắm khá vững kỹ thuật chăm sóc cà phê trong giai đoạn đầu mùa mưa, tuy nhiên trong quá trình canh tác, ông Khoái vẫn gặp một số khó khăn nhất định cần được chuyên gia tư vấn. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa ông Dương Văn Khoái và chị Phạm Thị Ngọc Bích, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Cà phê của nhà tôi thì thực sự đã nói bây giờ là cũng trong cái vườn này trồng sen cũng nhiều, nhưng mà còn lại một số bây giờ nó còn khoảng chừng 700-800 cây cà phê mà nó cũng trong quá trình thu hoạch cũng đã trễ khoảng từng 25 năm nay rồi. Nhưng giờ cái cây nó cũng nói chung nó cũng già, thì giờ mình có cái biện pháp xử lý thế nào đó hoặc là biện pháp gì để cho nó trả lại cái năng suất bình thường như trước được không? Thưa anh và thưa bà con nông dân, đối với cái vườn cà phê già cỗi á, để cho năng suất ổn định á, thì có thể bà con mình xác định thứ nhất
là nếu mà năng suất thấp quá dưới 1,5 tấn một hecta thì có thể bắt cải tạo lại, tức là chúng ta cưa đốn và phục hồi thì năng suất nó sẽ ổn định. Còn nếu mà vườn mình á, bộ rễ như vườn cà phê mà không đảm bảo thì chúng ta tiến hành tái canh, thì đó là vấn đề. Còn nếu vườn anh á, mà bộ rễ nó đảm bảo và năng suất nó trên, tức là trên 1,5 tấn hoặc 2 tấn thì chúng ta tiến hành là phục hồi cái vườn cà phê, tức là chúng ta cải tạo với điều kiện là phân bón và phân bón đầy đủ. Như cái giai đoạn này thì các bác cũng chú ý một điều rằng là đầu mùa mưa thì chúng ta bắt đầu tiến hành là bón lân trước và rồi sau đó để mưa đều và chúng ta tiến hành bón NPK theo cái vườn kinh doanh của cà phê, tức là 16-8-16 hoặc 15-10-15 để chúng ta bắt đầu nuôi dưỡng trái cà phê. Cái vườn cà phê nhà tôi hiện nay là tôi trồng sen, theo như khuyến cáo của các cái nhà chuyên môn ấy, thì vườn của tôi hiện nay là trồng sen bơ với sầu riêng rất là nhiều. Nhưng mà để cho nó khỏi ảnh hưởng như cái vấn đề cái trái của cái cây bơ và cái cây sầu riêng, mà đặc biệt là cái cây sầu riêng thì năm nay sầu riêng của nhà nó có trái rồi ấy. Thì để mình bón phân cho cái cà phê nào đó nó không ảnh hưởng đến cái trái sầu riêng. Thưa bà con nông dân, đối với cái vườn trồng sen thì cái việc bón phân bà con mình chú ý một số cái vấn đề như sau. Thứ nhất á, khi mà cà phê anh bón phân á, thì anh bón phân, thứ nhất là khi mình đã trồng sen thì nó đã cách xa rồi mà, thì mình bón phân cà phê thì mình cứ bón cho cà phê. Còn đối với vườn sầu riêng á, khi mà bón thì anh cũng cố gắng là theo cái giai đoạn phát triển của nó. Mà đặc biệt là khi sầu riêng mà ra hoa đậu quả rồi á, thì anh phải bón là tức là kali, mình đóng cái kali vàng, kali trắng á, cho nó khỏi sượng sầu riêng. Còn đối với cà phê thì chúng ta vẫn bón bình thường. Dạ, vẫn bón bình thường theo cái lượng PK anh thường bón. Dạ. Còn đối với bơ thì cũng theo giai đoạn, tức là bây giờ giai đoạn bơ nó đang nuôi trái thì anh cố gắng là tăng lượng kali lên để cho nó cải tạo. Và thứ hai nữa, đối với cái trái bơ mùa mưa của mình á, thì anh cũng cố gắng là phòng nấm là một và sâu để cho cái trái bơ nó đẹp và nó sẽ cái thành phẩm, cái phẩm chất của nó cao hơn. Thì từng loại cây thì anh biết rồi, nó có những cái loại phân chuyên dụng khác nhau. Thì mình cứ như vậy mình áp dụng thì cái năng suất chất lượng của nó sẽ ổn định. Thưa quý vị và các bạn, đầu mùa mưa, cây cà phê cần phục hồi lại bộ rễ để tăng khả năng hút nước, hút dinh dưỡng, để ra lá mới phục vụ cho quang hợp và ra cành dự trữ cho năm sau. Ngoài ra, cây cũng cần có sức đề kháng tốt với sự thay đổi của thời tiết và sâu bệnh hại. Vì vậy, việc chăm sóc cà phê trong giai đoạn này đúng kỹ thuật là rất quan trọng. Và ngay sau đây, phóng viên chuyên mục sẽ có cuộc trao đổi với chuyên gia của chương trình để tìm hiểu kỹ hơn về kỹ thuật chăm sóc hồ tiêu đầu mùa mưa. Mời quý vị và bà con chú ý theo dõi. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, trong giai đoạn đầu mùa mưa thì cây cà phê cần được phục hồi lại bộ rễ để có thể tăng khả năng hút nước và hút dinh dưỡng, góp phần là ra thêm lá mới để tăng quang hợp và ra thêm cành dự trữ cho vụ sau. Cũng như là trong giai đoạn này thì cây cũng rất cần được tăng sức đề kháng để có thể chống chọi được sự thay đổi của thời tiết và phòng trừ sâu bệnh nữa. Và để giúp quý vị có thêm những kiến thức và kỹ năng trong việc chăm sóc cây cà phê trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia nông nghiệp, chị Phạm Thị Ngọc Bích là cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Gia Nghĩa. Vâng, thưa kỹ sư, được biết là trong giai đoạn này thì một số những cái công tác chăm sóc cây cà phê, ví dụ như là tỉa cành này, làm bồn này và rửa vườn. Vậy thì để làm tốt những cái khâu này thì không biết là chúng ta cần nắm vững những cái yêu cầu kỹ thuật nào ạ? Đầu mùa mưa là công việc rất nhiều đối với bà con nông dân. Thì trước tiên là các bác phải lược lại những cành, những chồi nào chúng ta làm chưa hết thì chúng ta tiến hành tỉa tiếp. Và giai đoạn thứ hai là các bác phải cào bồn. Đối với những bồn mà cỏ nhiều, các bác phải cào bồn sạch ra và chúng ta làm vệ sinh vườn sạch sẽ. Thì giai đoạn này các bác cũng chú ý một điều rằng là chúng ta làm bồn và chúng ta làm cành và vệ sinh vườn rất là quan trọng. Tức là sau một mùa nắng, cây nó đã kiệt quệ, cây nó đã là chống chọi với nắng. Bây giờ bắt đầu mùa mưa thì chúng ta bắt đầu tạo cái cơ sở, làm những cái vườn sạch sẽ, tạo cơ sở ban đầu để chúng ta bón phân và bảo vệ, thêm thuốc bảo vệ thực vật để cho vườn cái cây nó phục hồi sau mùa nắng, đảm bảo cho vườn cây của mình sung sức và nuôi dưỡng trái trong cái mùa tới được tốt hơn. Vâng, để bổ sung chất dinh dưỡng cho cây cà phê giai đoạn này thì chúng ta nên bón phân gì và liều lượng như thế nào thưa kỹ sư ạ? Bà con nông dân, với đầu mùa mưa thì bây giờ ở đất nông mình mưa bắt đầu là đã rộ rồi, tức là mùa mưa xuống rồi thì các bác tiến hành bón phân cho cây. Giai đoạn này rất là quan trọng, giai đoạn này thì cà phê bắt đầu nó nuôi dưỡng trái thì các bác phải bón phân. Đối với những vườn mà kinh doanh thì chúng ta bón thứ nhất
tức là chúng ta đã bón lân trước rồi, thì bây giờ chúng ta tăng cường NPK, lượng đạm và lượng kali cao hơn để nuôi dưỡng trái. Nếu giai đoạn này các bác không bón phân đầy đủ, không bón phân hàm lượng theo tiêu chuẩn, thì vườn cây rất là dễ rụng trái, gọi là rụng sinh lý đó. Thì giai đoạn này cây sẽ rụng trái rất là nhiều, là ảnh hưởng tới năng suất. Nên giai đoạn này các bác bón NPK là lượng đạm và lượng kali tăng lên, tức là 16, 8, 16 hoặc là 20, 10, 20, 15, 10 và 15. Thì giai đoạn này chúng ta tăng lượng đạm và kali để nuôi dưỡng trái. Thì đối với những vườn, tùy theo vườn các bác ạ. Vườn mà các bác trồng thuần thì các bác bón khác, vườn các bác trồng sen thì chúng ta bón khác. Nhưng mà thường là chúng ta bón từ 350kg đến 450kg trên 1 hecta đối với vườn trồng thuần. Để giai đoạn NPK chúng ta bón giai đoạn đầu này, thì chúng ta cố gắng với cái liều lượng như vậy để cây bắt đầu là nó phục hồi. Và chúng ta xen kẽ đó là chúng ta phun một đợt phân bón lá, tức là phân dưỡng trái, để sao ạ? Để nó nuôi dưỡng trái, để cho cái vườn cây các bác nó đủ dinh dưỡng trong cái giai đoạn sau mùa nắng, nó sẽ phục hồi sau mùa nắng và cây nó sẽ hút dinh dưỡng được tốt hơn. Ở giai đoạn đầu mùa mưa như thế này thì cây cà phê thường sẽ xuất hiện những cái loại sâu bệnh hại nào ạ? Và cách phòng trừ những loại sâu bệnh này ra sao ạ? Vâng, thưa bà con nông dân, cái vấn đề sâu bệnh hại đối với cái vườn cà phê đầu mùa mưa thì nó cũng ít, tại vì sau mùa mưa thì một số sâu bệnh hại nó cũng chưa xuất hiện. Nhưng mà mùa này thì các bác cũng cố gắng là chúng ta phun, một là khi mà giai đoạn làm cành làm chồi các bác đã phun rửa vườn rồi, các bác bón vôi rồi, thì cái vườn các bác thì nó cũng tương đối là thông thoáng sạch sẽ. Nhưng mà cái giai đoạn này các bác cũng cố gắng phun một đợt thuốc sâu để phòng một số cái sâu bệnh, tức là những mọt đục cành, sâu đục cành thì cái giai đoạn này chúng ta phun một đợt đó để làm gì ạ? Để chúng ta phòng trừ sâu bệnh hại đầu mùa mưa, trừ sâu bệnh hại đầu mùa mưa cho cái vườn cây các bác, tức là những cái sâu mọt đục cành đục quả nó không phá hại cái giai đoạn cỏ non. Cho nên giai đoạn này thì việc phun trừ sâu bệnh hại nó cũng đơn giản hơn ạ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chỉ với 15 phút của chương trình Canh tác thông minh với chủ đề chăm sóc cà phê thời kỳ đầu mùa mưa thì rất nhiều những kỹ thuật chăm sóc cà phê trong giai đoạn này được chuyên gia nông nghiệp truyền tải đến bà con nông dân. Hy vọng là bà con chăm sóc cà phê luôn tốt và có một vụ mùa bội thu. Những người thực hiện chương trình xin cảm ơn quý vị và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị Phạm Thị Ngọc Bích, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông và công ty cổ phần phân bón Minh Điền đã đồng hành cùng chương trình.